去年冬天，张吉子会长收到了一封感谢信。Thưa bà chủ tịch tổ chức WeLoveYou quốc tế, tôi xin gửi tới bà chủ tịch tổ chức WeLoveYou quốc tế lời chào trân trọng nhất và bày tỏ sự cảm ơn về việc trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 5 hộ nghèo tại xã Điện Mạch. We Love You 会员们听到五个家的新房已经完工的消息后，纷纷前往 DM Mac 人民委员会。即使在充满挑战的情况下 ，We Love You 也伸出了温暖之手，传递给他们希望。Trên địa phương xã Điện Mạch của chúng tôi thì rất vinh dự được nhà tài trợ quỹ WeLoveYou của quốc tế đã về trao tặng nhà cho các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách trên địa phương xã Điện Mạch là nguồn động viên lớn cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Điện Mạch. 仪式结束后 ，WeLoveYou 会员们出去参观了房屋。洪灾风险地区 DM Mac 越南家庭的房屋被连年降雨毁坏，并面临倒塌的危险。在安全的家中过着稳定的生活，一直是他们的愿望。张吉子会长实现了他们的愿望。装修后的房子内部发生了什么变化呢？现在它已经是一栋可以抵御强风和暴雨的坚固的房子了，而且很安全，不会漏水。在满怀希望的新家，家人们的脸上洋溢着幸福的笑容。We Love You 会长还准备了特别的礼物。在最需要爱的地方 ，We Love You 会以母亲的心伸出爱心之手。